Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 26 tây tháng 10 năm 2019, em có lại vườn kiển của anh Vũ xin ghi hình ghi mắt với anh em 5 phôi mai vàng. Hôm nay hàng khá đẹp không nha anh em. Bữa nay anh Vũ lên hàng đấu không anh em. À, dáng thú bự có ha, lùng lực búp măng có, mẫu này mẫu hot nha anh em. Mấy mẫu này mẫu hot không ha. Hôm nay nó gán anh Vũ nó gán đi săn cây hàng đấu trường phục vụ anh em. Rồi bắt đầu mình làm cái số 1 anh Vũ. Rồi chào anh em nha, trên YouTube nha. Rồi cảm ơn anh em đi anh em. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ nhiều. Rồi. Rồi bắt đầu làm cái số 1 anh Vũ. Rồi quay vòng đi, hết vô đế đi anh. Cái số 1 này là nó dáng như là gặm nằm luôn nè. Quá đẹp. Mà đúng thế là cây phụ tử cũng hay nữa, cây này là nhiều thế chơi, chi cành cúc cành đẹp. Rồi hết phong cây nào, quay đi. Thế lực không anh em, cây này là ác à. Thời buổi giờ kiếm mấy cây gì là hiếm lắm. Ôm cây cho khán giả là coi anh Vũ. Cây này cái bộ, cây này là chơi cái chậu không xài là để lên là thi đấu nghe anh em. Rồi ok, rồi quay đi anh, quay đi. Nó hơi lớn. Rồi rõ, dần đây điểm này. Rồi quay cho thông số lên Vũ. Ba mươi. Vành thăng thăng chính là 30. Cây tử anh. 17. Cây tử 17, chiều dài bầu luôn á. Ừ. Chiều dài 64, cao anh. Cây cao 1m mốt 10. Cao 1m1 nha anh em. Cao 1m1. Rồi, hoành bầu tổng thử anh Vũ, hào cái thôi. Ờ, định nhận cho ta hình dung ở ngoài cái bầu nó bự quá đâu. 170 đâu, hẳn thước dây 170, hát bầu đế 170 nha anh em. Rồi quay hai vòng nữa báo giá lên Vũ ơi. Rồi cây số 1 này giá sao anh Vũ ơi? Cây số 1 này để anh em giao lưu 9 triệu. Rồi giá 9 triệu. Cây số 1, cây có mã số 1 giá 9 triệu nha anh em, mình đọc lại số điện thoại lên Vũ. 0907. 0907. 914. 914. 218. 218. Rồi, đổi phôi. Rồi qua phôi số 2 ha. Qua số 2 luôn. Rồi. Số 2. Cây số 2 này là lùng lực nha anh em. Không lùng lực dữ dằn nha. Rồi thấy nó có xù xù không anh? Cây xù à, lên xù. Ok. Phải nói cho ta rõ rồi. Rồi, khoan dấu. Rồi quay đi anh. Cây này rất đẹp nha anh em. Quá đẹp lực, bó, thằng gần vuốt ha, đẹp ha. Bỏ vô trường. Như cái hát vậy. Cây này nó lên xù mình mảy nó già hình như lắm nha. Dạ, cây lên xù mình, lên xù nhiều nha. Cây này là chơi bonsai là hết ý rồi. Tay cành lực quá ha. Ừ. Rồi dừng điểm này. Rồi cho hoành đi, hoành thăng đi. Hoành thăng ngay vị trí này là 48 nha anh em. Cái cũ. Đủ chứ. Ờ. Đầu cơm nè. 87. Cũ 87. Chân cạnh số 1 đó, chân cạnh số 1 cái. Chân này đây không? Bên đây nè, số 1 nè. Ừ. 21. Chân cạnh số 1 là 21 nha anh em, cao. 60. Cao 60 vô phô môn sai nha anh em. Rồi cái mã số 2 quan trọng đó, cho rồi báo giá luôn này. Có trời mấy cái bãi đế, cây nó bó đế vô chân nha anh em, cây này dữ dằn nha. Rồi, rõ. Giá anh ơi.
Cái này dâu lưu anh em cũng 9 triệu luôn. Rồi cái số 1 đó, số 1 số 2 đồng giá 9 triệu, đồng lửa nha anh em. Đồng lửa. Đồng lửa. Rồi, đổi phôi, đổi phôi. Nè, con hình dung bự lắm nha anh em, kinh không nổi quậy quặt nha. Bự lắm. Nặng. Rồi, tới đổi phôi số 3 đây này. Quá trời cũ. Cái này là nguyên một con thú nha anh em. Hai giò trước, hai giò sau. Hai giò trước, hai giò sau, hai bên đều hết. Cây này cũng già, nó là thăng dặn lắc luôn nha. Hai giò trước, hai giò sau, hai bên đều hết. Thêm một hàng đế lót ở trong nữa. Một bánh người ăn về sang cơm. Nay hàng ác không anh em? Nay anh Vũ lên hàng đấu với anh em không anh em? Quá trời thủ đẹp. Máy này cực lắm. Hiếm lắm mới kiếm có hàng này nè. Rồi cho thông số anh em đi chưa? Dòng ở đây quay mặt tiền ra. Ok rõ, rõ 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 rõ. Rồi ok ok cho thông số đi. Rồi báo luôn anh Vũ cái nghịch nắng này. 30 Hoành Thăng. Hoành Thăng 30. Cũ. Ừ, cái bệ. Cũ bệ 49. Bệ 49 tổng. Nghe cái cũ này nghe 49 đó nghe. Ừ. Rồi nói gì tao rõ rồi. Tổng đế 100. Hoành đế tổng 100 cao anh. Cao 62. Cao 62. Rồi cây mã số 3 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 3 này giao luôn em 3,5 triệu. Rồi ok rõ. Cây mã số 3 có giá là 3,5 triệu nha anh em. Mọi chi tiết xin liên hệ số 0907914218 gặp anh Vũ ha. Rồi đổi phôi. Ờ xích vô một chút. Cây nào cũng cũ quá trời anh em ơi. Quá trời thay này vô thế bonsai đẹp quá. Nguyên một con voi nha. Ok quay đi anh. Anh em nhìn kỹ ra hình không ra nguyên một con voi ngồi gấp cái vỏ lên luôn nha. Thân dặn dặn lắc. Cây này đế lực không à. Nguyên hình một con voi nha anh em. Quá trời cái thú này đã rồi. Rất đẹp. Còn cây nữa. Dạy con đi người ta đi mua. Dạy con đi mua. Ờ rồi thông số lên Vũ. Đọc luôn đi anh, khỏi cần ngày soi vô. 28. Quỳnh Thăng, Quỳnh Thăng là 28, cũ anh. 44. Cụ 44 cao. 50. Chiều cao 50. Rồi cây có mã số 4 thì giá sao anh Vũ ơi? Cây này giao lưu anh em 2,7 triệu. 2,7 triệu cho một tác phẩm đẹp. Nguyên một con voi nha anh em. Rồi. Cây dùng lực chứ ớt lắm. Con mắt luôn à. Rồi. Đổi phôi anh Vũ. Ồ, cái mã số 5 đẹp quá ha. Năm này là nguyên một con ốc nha anh em. Ừ. Ốc sên à, đế chữ đế lực không nha, đế. Cây này cây bó đế không à. Rất đẹp. Quá trời con ốc này rồi, đế lực không nha anh em. Cạnh lực. Cây này là bonsai là chơi hết ý nha anh em.
cây này là mã cây số 5, cây cuối cùng ngày hôm nay đó nha. Rồi. Rồi, mặt này cho xong thông số lên Dũng. Đọc luôn đi anh ơi. 27 Quỳnh Eo. Quỳnh Eo là 27. Quỳnh Cũ là 35. Quỳnh Cũ 35. Rồi, cao. Cao là 62. Cao 62, điểm này cho nó rõ nha anh em. Rồi, cao là 62. Rồi, cây có mã số 5 này giá sao anh Vũ ơi? Mã số 5 này giao lưu anh em 2.7 luôn. Rồi 2.7 luôn. Rồi quay vài vòng nữa được anh. Rồi cây có mã số 5 là cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Rồi anh em nào có yêu quý Hiệp Trương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực đi ghi hình phục vụ cây cho anh em ha. Rồi ngày 26 tháng 10 hôm nay là được anh Vũ có lên được 5 phôi để phục vụ anh em. Toàn là phôi khá không ha, phôi hot trên thị trường không. À, phôi này là phôi số 2 thân gân rút đẹp nha. Rồi. Rồi chào anh em cái Rồi chào anh em. Rồi rồi. Hàng ái chào anh em, hẹn anh em cái video sau. Mới nhất nha.